Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại trọng thời đang có mặt tại đường Minh Thắng Quang Minh. Và đây là đường nhánh của đường Minh Thắng Quang Minh nha quý vị. Và ở đây cách quốc lộ 14 chỉ 200 m thôi quý vị. 200 m là chúng ta tới quốc lộ 14 rồi. Và ngay ngày hôm nay với bất động sản là giá cực rẻ nha. Chỉ hơn 400 triệu chút xíu thôi quý vị. 430 triệu. 430 triệu chúng ta sở hữu được 200 m vuông đất ở à, xã Minh Thắng, thị xã Trần Thành, tỉnh Bình Phước và hiện tại Đường bê tông của chúng ta là đường bê tông 4 m nha vị, đường bê tông 4 m. Xin mời cả nhà của chúng ta cùng xem vị trí đất nha Vị trí đất chúng ta nằm ngay đây ạ. À. Nằm ngay đây nha quý vị. Và đường bê tông của chúng ta là đường nhánh của đường Minh Thắng Quang Minh. Và đường này thông dài nha. Đó. Chạy 150 m thôi quý vị. 150 m là tới đường Minh Thắng Quang Minh trước mặt chúng ta rồi. Đó và những căn nhà trước mắt là đường quốc lộ 14. Là quốc lộ 14. Và đây quý vị ơi ngang cho 5, sâu cho 40, có 100 m vuông thổ cư và chỉ có 430 triệu. Quay đâu thì đất đó nha quý vị, quay đâu thì đất đó. Với vị trí này cách quốc lộ 14 chỉ 300 m, cách đường Minh Thắng Quang Minh chỉ 150 m và cách trung tâm của xã Minh Thắng gồm ủy ban nhân dân phường à, xã Minh Thắng, trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2, sân vận động Minh Thắng cũng chỉ 500 m. 500 m thôi. Là chúng ta đã có đầy đủ tiền ích của xã Minh Thắng rồi với giá của ngày hôm nay chủ cắt lỗ 50% cho thời điểm trước. Quý hàng quan tâm tới sản phẩm bất động sản này liên hệ ngay trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để đầu tư bất động sản cực rẻ cực đẹp này. Hẹn gặp lại quý hàng tại vị trí đất và chốt nha.